hướng dẫn thi công giải pháp chống ồn, sử dụng hệ sản phẩm khung trần chìm Vĩnh Tường Basi. Những vật tư cần thiết: thanh chính VTC Basi 3050, thanh phụ VTC Basi 4000, thanh viền tường VTC 20/22 0.4, thạch cao Giprop tiêu chuẩn 9 ly hoặc tấm Duraflex 6 ly. Đã được duyệt. Bước 4. Treo ti. Khoảng cách từ vách hoặc tường tới điểm treo đầu tiên không quá 400mm. Bước 5. Lắp đặt thanh chính VTC Basi 3050. Khoảng cách giữa các điểm treo trên thanh chính cũng như giữa hai thanh chính đều là không quá 1000mm. Cố định thanh chính vào tường hoặc vách. Gia cố lỗ đèn, lỗ máy lạnh, lỗ quạt. Vệ sinh và chuẩn bị nghiệm thu bàn giao. Truy cập website www.vinhtuong.com để tải các tài liệu kỹ thuật và sản phẩm của Vĩnh Tường và cập nhật thông tin nhận dạng sản phẩm chính hãng để tránh mua nhầm hàng giả, hàng nhái. Tham khảo mẫu trần nhà đẹp và tư vấn giải pháp trần miễn phí tại www.trannhadep.com. Sử dụng đội thợ thi công có thể nghề đã qua đào tạo của Vĩnh Tường để đảm bảo chất lượng. Gọi số điện thoại miễn phí 1800 1218 để được tư vấn kỹ thuật và sản phẩm. Vĩnh Tường, chuyên gia về giải pháp toàn diện trần và vách ngăn.